Cô này chân thật thiệt thà lắm, biết nói chuyện lấp dấp, ít biết nói chuyện. Mà cô thường mỗi ngày cô nghe những đức giảng pháp, quý vị biết rằng là cô đi đến chùa mình, cô lễ Phật, phương pháp lễ Phật, mà cô là cô bị gù cái lưng. Cái lưng cô nó u lên một cái cục. Thường người ta gọi cô là tể tướng lưng gù. Cái nghiệp duyên như là nghiệp quan gia gì, làm gù cái lưng lên. Mà cô đi đến chùa mình, cô lễ Phật, tự nhiên cô xá xuống một cái, cô lễ một cái, tự nhiên kêu một cái rắc một cái, tự nhiên lưng cô trở lại bằng bình thường luôn. Mà hôm qua cô đến cô gặp những đức mà hồi cô mừng, mừng có những cái cảm ứng mà đúng là quá thù thắng cảm ứng. Có niệm Phật, có lễ Phật, cô xá xuống một cái, tự nhiên rắc một cái lưng nó thẳng trở lại bình thường luôn. Vậy hôm qua cô quay lại cho những đứa coi rõ ràng luôn, mừng thiệt mừng luôn. Rồi xong những đứa khuyên cô không biết gì nhiều, người này dễ giáng sanh, tuyệt đối đừng có tìm hiểu thêm gì, cô cứ chân thật một câu Phật hiệu mà niệm đi, chân thật mà niệm câu Phật hiệu này đi, nhớ nghe. Cô nói dạ con nghe lời thầy, một câu ai Phật niệm đến cùng, nhiệt tình chỉ biết niệm Phật thôi. Nhà Đức nó cứ như vậy mà làm cả đời, đặc biệt thù thắng, nhớ nghe. Còn có một chú này tài xế lái xe ở đó, Nhà Đức cũng kể câu chuyện, cái chân ông nội một ké nó bự lắm, đi thốn nó đau ghê lắm. Vậy mà ông nghe pháp giảng mà ông vui vẻ, tự nhiên ông nghe mấy tháng trời ông quên mất tiêu, cái tự nhiên một ké làm mất tiêu. Mà người nhà ông cái kêu mổ hoài, xong cái ông nói người nhà quá vi diệu, nghe pháp vui vẻ hoan hỷ, quên mất tiêu một ké nó lặn mất tiêu luôn. Người nhà nói đâu đưa cho coi mất tiêu, tự nhiên người nhà tính tâm niệm Phật theo luôn, nghe pháp niệm Phật. Có nhiều cái vi diệu cực kỳ thù thắng, quá vi diệu luôn. Thì biết rằng người trong chùa nhà Đức thấy rõ nè, có nhiều người bệnh đau không tưởng tượng được mà ngộ thai không có đau. Như cái cô bụng to thiệt là to, bữa nay cô yếu à, sắp đi, sáng nay sắp xếp được vô làm đoàn ký sự cho cô sắp đi. Nghĩa là tâm quyết niệm Phật giảng sanh cực kỳ mạnh, cái bụng to người sưng phù lên hết, mà hoan hỷ vui vẻ, hoan hỷ vui vẻ, đúng là cái công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Nên chúng ta bệnh đau nặng nề cỡ nào, mình là người niệm Phật nhớ kỹ, đó là trả túc căn túc nghiệp. Nhưng nhờ cái công đức tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng quý vị không buồn nội tâm, không nặng nề. Đây là hay lắm nghe, nhớ nghe. Nên có một công đoạn nhắc nhở chúng ta rất hay nè: chỉ có A Di Đà Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ và thành tựu cho bạn. Điều này chẳng phải đã rõ ràng lắm rồi sao? Sanh tử đại sự không ai có thể giúp mình, chỉ có thể nương nhờ A Di Đà Phật giúp ta vãng sanh thế giới cực lạc. Khi đã hiểu rõ điều này và đã lựa chọn rồi thì phải nhất tâm nhất ý, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự là không còn con đường thứ hai nào khác cho chúng ta, không còn địa điểm thứ hai nào khác cho chúng ta nương về. Muôn ngàn lần hãy chăng quý, trong lúc mắt ta còn sáng, chân ta còn bước đi được, tinh lực vẫn còn, thể lực đang khỏe mạnh, giúp gấp rút đem hết thân tâm nương tựa vào A Di Đà Phật, khẩn cầu Phật nưa thương xót, từ sáng đến tối tha thiết cầu nguyện với Ngài một cách liên tục, không bỏ phí một giây phút nào. Nhớ nghe vậy, tâm tư hết lòng hết dạ nương tựa A Di Đà Phật. Vị biết rằng những đức bây giờ khuyến vị niệm Phật cũng là những đức khuyến vị để niệm Phật thành tựu thôi, chứ những đức giúp quý vị được gì đây? Những đức chỉ khuyến vị thôi.
Còn cái chỗ nương tựa chân thật để được cứu giúp là nương tựa ai với Đạo Phật? Nương tựa ai với Đạo Phật vậy nhé? Nên toàn tâm toàn ý nương tựa ai với Đạo Phật? Chân thật nương tựa ai với Đạo Phật? Tín nguyện kiên cố nương tựa ai với Đạo Phật? Cũng như người về lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức giảng cũng thường giới thiệu pháp môn tịnh độ cho họ niệm Phật. Nên người trong chùa là cái cơ hội đặc sắc nhất, đi đứng nằm ngồi thường ngày niệm Phật, làm việc gì cũng niệm Phật, đeo máy niệm Phật, phương tiện như đức đã tặng y hết rồi. Chiếc máy nghe pháp nhỏ này thôi, quý vị nghe trong đó đi, rảnh là cứ nghe giúp quý vị tinh tấn niệm Phật thông tâm, những việc buồn buồn gì nghe cái thông tâm luôn, nghe đi, chân thật dũng mãnh tinh tấn niệm Phật, nghe pháp giống như thông cái tâm rồi con người mình niệm Phật trôi chảy tốt đẹp. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Người mình mà không niệm Phật là uổng quá. Nhớ nghe quý vị, đi đứng nằm ngồi cứ ai gì đà Phật, 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 ai gì đà Phật. Cứ niệm Phật, cứ siêng năng niệm Phật, giữ cái tâm trạng thư thớ thoải mái an lạc niệm Phật. Bệnh đau nặng nề cỡ nào cũng cứ niệm Phật. Ung thư niệm Phật, nhức đầu đau bụng, bệnh đau gì cũng cứ niệm Phật. Ai với Đạo Phật là đại y vương mà, chúng ta cứ chân thật niệm Phật. Nên những cái pháp hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, rất là nhiều người lễ lại sẽ được cảm ứng. Những đức tin rằng Phật Bồ Tát phóng quang gia hộ. Mỗi một con người chúng ta trong pháp hội này là được Phật phóng quang gia hộ, phóng quang nhiếp thọ, mình được tắm mình trong quang minh. Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai, hương linh, thai nhi được tắm mình trong quang minh, được an lạc và tự tại. Nhớ, đây là pháp hội đại thù thắng, nhiệt liệt hết mình để tu phước tu duyên. Đây là cơ hội đặc biệt. Những đức nói mấy ngày nay rằng lễ 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm lần này chúng ta sẽ không bao giờ tăng thêm nữa. Chỉ một lần lễ 3.000 lại này, nên đây là cơ hội cho quý vị, cuộc đời mình được dự một cái pháp hội 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Về sau thì chúng ta có tổ chức thì 2.000 lại đổ lại, chứ không bao giờ có vụ 3.000 lại. Nhớ kỹ, nên mỗi người mình nên chân thật, nhiệt tình, chân quý cái nhân duyên tuyệt vời này. Nhân duyên tuyệt vời này quý vị nên chân quý. Cùng đến tu phước tu duyên. Nên chuyến này, người nào mà không đi được, thật tình trong cuộc đời mình rất uổng quý vị. Trong cuộc đời mình rất là uổng. Nên người Phật tử, chùa nào đệ tử, chùa nào đệ tử của ai, việc này tu phước tu duyên vì không dính dáng. Việc quý vị đi tu phước tu duyên, tu tập không dính dáng gì hết. Bao nhiêu người hỏi những đức quy y, những đức có bao giờ quy y cho ai đâu. Những đức đều nói với quý vị, thấy ai tự duyên bị có quy y thôi. Ghi những đức chỉ niệm Phật thôi. Vì có nhiều người hỏi rằng con chưa quy y, con có niệm Phật giảng sanh được không thầy? Được sao không được. Vì niệm ai với Đạo Phật là vì đang nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là vì quy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi đó. Vì niệm ai với Đạo Phật cầu sanh cực lạc là vì đang quy Đức Phật A Di Đà đó. Quy y là quay về nương tựa pháp tu giải thoát mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngày chỉ, thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu. Vì lại nghe lời Đức Thích Ca Mâu Ni là quay về nương tựa pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh cực lạc là đại quy y còn gì. Đại quy y còn gì. Nên có nhiều người mình không hiểu, mình nghĩ rằng mình quy một người nào đó thì tự nhiên là cái người đó làm gì mình phải làm theo nấy, mình không nhận thức gì, quý vị thất bại rồi. Quy y là quay về nương tựa Phật Pháp Tăng. Trước nhất là Phật là quý vị nương tựa sự giác ngộ, mình đã quy y là quay về thánh giác. Pháp là mình nghe lời Đức Phật chỉ, pháp tu tịnh độ chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tăng là chữ thanh tịnh,
không bị buộc ràng lôi kéo dẫn dắt với phiền não, thì bản thân mình là chân chánh quy y. Chứ không phải là mình quy y một người nào đó là tự nhiên à thầy tôi, mà lại bám chắc dính vào, không nhìn nhận ra thời gian quy y mình làm được việc gì ý nghĩa trong cuộc đời. Mình phải quy y xong mình phải tiếp nhận Phật pháp, mình có một cái pháp tu, tại gia đình mình có một cái pháp tu để gây dựng một cái pháp giải thoát. Vậy thì đúng. Còn dù chứ mình chưa được quy y gì mà mình chăng thằng niệm Phật thì cũng là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, dẫn được dẫn sanh hết. Còn mình đủ duyên mình quy y thì mình đủ duyên với ai mình quy y người đó. Người đó chỉ là đại diện trong tăng đoàn, đại diện để mà quy y cho mình, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quý vị phải nhớ kỹ điều này, chứ không phải là một cái việc quy y là người này là Phật tử của chùa tôi, Phật tử của chùa tôi, Phật tử của chùa tôi. Bị nhớ, riêng chùa mình không có nói Phật tử của chùa ai hết. Ai cũng là người có cơ hội được tu phước tu duyên. Tại vì Đức không có cái việc quy y của ai, vì những Đức chỉ có chỉ vì niệm Phật thôi. Những Đức chỉ có chỉ vì niệm Phật thôi, chứ không quy cho ai. Chúng ta chỉ cùng quy y với Đức Thích Ca Mâu Ni, nghe lời Ngài chỉ mình niệm A Di Đà Phật. Mình chăng thật quy Đức Phật A Di Đà, niệm Phật cầu sanh cực lạc, rồi là xong. Cả đời mình cứ nắm chắc có vật hiệu niệm Phật cầu sanh cực lạc. Như vậy thì cái nguyên lý quy y mình sẽ hiểu. Có nhiều người bị quy y cũng bị buộc ràng. Khi tu một phương pháp nào hoặc đi đến nơi nào cái bị nói, bị la, bị gầy, nói rằng phản bội này kia, bậy bạ quá, không đúng. Nên như Đức nói, chúng ta học Phật, Phật pháp, cái giáo pháp của Phật là một cái giáo pháp giải thoát. Cái giáo pháp của Phật là một cái giáo pháp bình đẳng. Mỗi một cương vị giàu, nghèo, đẹp, xấu, lùng lé, hôi súng đều tu được hết. Nên Đức Phật đản sinh ngay đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ họ phân ngay giai cấp dữ lắm. Nhưng khi Đức Phật đản sinh và tu hành thành Phật thì quý vị biết rằng Đức Phật phá vỡ đi những cái giai cấp, điều cho mỗi người có cơ hội ở trong cái giáo pháp của Phật tu đạo giải thoát. Nên gọi là cái giáo pháp của Phật là giáo pháp bình đẳng. Cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là cái giáo pháp mà chúng ta tu tập được quyền lựa chọn. Miễn làm sao bị cảm giác an lạc, vui vẻ, tự tại, vì có quyền chọn lựa. Thí dụ như vị đi đến chùa hộ pháp ở đây hay với Đại Tùng Lâm vì tu tập, vì thấy không an lạc gì, vì có quyền đi đến một nơi nào vì tu vì an lạc. Vì ở nơi nào vì tu vì an không an lạc, vì đi đến đây tu tập được an lạc vì có quyền. Việc này không ai buộc ràng gì hết. Cái việc quy y với ai đó là mình quy y để mình tu tập. Chỉ cần mình tu tập thì mình không có cái gì là phản bội, lỗi đạo không có. Nhớ kỹ điều này. Cái giáo pháp Đức Phật là một cái giáo pháp bình đẳng, cái giáo pháp tự do. Cái vị có quyền chọn lựa cái việc vị đi tu tập. Không có ai buộc ràng cái vị cả. Và không có bao giờ lo sợ cái chuyện hăm he gì hết. Hoặc là mình đi đến đó quy y được tu tập. Bây giờ Phật tử đi chỗ này chỗ kia, mai mốt thầy không lo nữa, khỏi cần phải sợ hãi việc này. Mình chỉ cần gây dựng cái tâm tu, lo tu an lạc là mình cảm ơn thầy rồi. Còn nếu thầy nói câu nói đó chúng ta hiểu rồi, không cần bận tâm nặng nề. Chúng ta nghe đạo biết tu là phải thoát ra được cái tâm bị buộc ràng. Người như vậy mới là ở trong cái giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Chúng ta nhớ ơn, biết ơn, nhưng chúng ta phải chọn một cái cách tu, một phương pháp tu, một nơi hướng dẫn cho mình được lợi ích. Có cô Phật tử có nói, dạ thưa thầy, con Phật tử của chùa đó, mà dịp này lễ Quan Âm hoặc thứ bảy chủ nhật con thích đến đây cộng tu quá. Mà có nhiều người nói rằng, con làm gì là không đúng, con xin hỏi thầy. Như Đức hỏi, không đúng cái gì? Cái gì không đúng? Nơi nào tổ chức khóa tu thì mình đi đến mình tu. Quan trọng là cô thích hay không. Cô thích lỡ đó tu là đúng. Còn cô thích ở đâu thì cô lỡ đó cô tu là đúng. Cô có quyền quyết định. Vì giáo pháp của Phật là giáo pháp bình đẳng giải thoát, bình đẳng chọn lựa. Còn khi mình ở đâu,
mình chấp hành quy củ của người ta đàng hoàng. Còn mình không chấp hành quy củ, mình có quyền mình đi. Còn mình đã ở đâu thì mình chấp hành quy củ đàng hoàng. Còn mình không chấp hành thì mình đi. Nhớ kỹ, chứ không có ai buộc ràng mình cả. Mình đến mình tu, mình không phù hợp, mình có quyền đi đến nơi khác mình tu. Mình có quyền chọn lựa. Khi mình chọn lựa rồi mình thấy không phù hợp nữa, mình nhớ cái chỗ cái tu được phù hợp, mình quay về, mình xin mình ở mình tu. Đó là sự chọn lựa. Nhớ cái câu kỹ câu này nha. Sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Mình đã chọn được mục tiêu rồi thì mình cứ cố gắng là thành công. Còn không chọn được mục tiêu mà cố gắng thì giống như mù đi đêm, càng đi thì càng lạc. Đức Phật đã chỉ điểm cho mình. Đức Phật biết mình không đủ trí tuệ để chỉ điểm đi, để mà gọi là chọn lựa. Nên Đức Phật chỉ điểm và chọn giùm mình luôn là thờ mặc pháp niệm Phật thành tựu. Nên cái người mà gặp tịnh độ là đúng, mình nghe lời Phật chỉ điểm, mình nghe lời chân thật hành trì đi, kết quả rất là lớn. Nên cái câu này nói rõ ràng, chỉ có ai là Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ bạn và thành tựu cho bạn. Điều này chẳng phải đã rõ ràng lắm rồi sao? Quý vị thấy trong cái mùa dịch, người thân nào bảo vệ được mình? Nếu như quý vị mà biết tu, biết niệm Phật thì nương tựa ai với Đạo Phật? Có một cặp vợ chồng này, chàng trai trẻ, cũng còn trẻ, Bị dính dịch ở trong mùa dịch. Thì quý vị biết rằng là chàng nói với gia đình rằng cho chàng chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Chàng niệm Phật, chàng vượt qua bệnh hoạn, qua mùa dịch đến gặp những đức, mừng vô cùng. Nên những người mà đi đến chùa mình có thời gian, mình tu tập làm sao mình thông cái tâm. Đến chùa chỗ đông người thì có nhiều tính tình, người tính này tính kia tính nọ. Mình hãy duy trì mình là được rồi, đừng có đặt vấn đề gì chứ. Mình đừng có cầu toàn gì hết, đừng có nhìn cảnh này cảnh kia sánh phiền não. Quý vị là người thật sự niệm Phật đó. A là Vô Di Đà, là lượng Phật, là giác. Mình niệm cái vô lượng giác này, mình đi về chùa đông đúc, người tính này tính kia tính nọ, kệ người ta. Mỗi người mỗi căn tính, như bàn tay có ngón dài có ngắn, nhưng mà ở trong một bàn tay. Quý vị đừng bao giờ nhìn ô người đó tu hành vậy, nghe pháp thầy giảng vậy mà sao gì. Đừng có quan tâm chỗ này làm chi. Mỗi người có góc độ nhìn nhận của người ta, mình hãy duy trì mình đi. Thì tự nhiên mình duy trì được cái tín nguyện niệm Phật, mình đi về chùa tu, mình vẫn được cái sự an lạc thoải mái tự tại, không có bị trở ngại. Còn gặp mình đi về chùa tu, mình nghĩ rằng bây giờ mình đi về chùa, mình thấy cái này cái kia, mình không vừa lòng không vừa ý, thôi mình nghĩ về chùa, giết vì mắc đạo luôn, vì nghĩ tu luôn, bậy quá. Mình tu làm sao mà trong mọi cảnh duyên mà mình vẫn duy trì mình tu được, mới là thông minh, là người khéo léo, người đặc biệt, tuyệt vời. Cả đời của những đức, dù cho những đức sau này có tiếng tâm cỡ nào, đối với hàng Phật tử, những đức chưa bao giờ có một cái nghĩ ngợi gì giàu thì tiếp, nghèo không tiếp gì, không bao giờ có. Những đức vẫn thích gặp nhau, chào nhau, tay bắt mặt mừng, vui vẻ. Là một con người sống rất đơn giản, bình dị, những đức thích như vậy. Chúng ta có cái gì đi về chùa mà không hiểu, gặp nhau hỏi như đức giải thích cho nghe. Đừng có nên một cái gì người này nói qua, người kia nói lợi, mình không hiểu, tự nhiên mình nghĩ đi đến chùa luôn, ổn chứ quý vị, tội nghiệp chứ quý vị. Còn quý vị thích đi đến chùa nào tu tập thì chuyện mình. Nhưng mà nếu một điều gì mình không hiểu mà nghe qua trung gian người này người kia, người nọ nói mình không hiểu, thì bản thân của mình nên hỏi trực diện, để ta giải thích cho mình nghe, để thông cái tâm. Đó là một con người khôn khéo. Khôn khéo. Câu ai với Đạo Phật này, những đức khuyên quý vị tán thán là để cho quý vị gây dựng tín nguyện. Niệm có Phật hiệu này chân thật là niệm cái giác ngộ, chứ không phải là mình tùy tiện trong cái cuộc đời của người mình. Dù gặp sự trở ngại gì, bị bỏ rơi gì, mất mát gì, nhưng tuyệt đối đừng bỏ câu ai với Đạo Phật. Vì bỏ câu ai với Đạo Phật là vì sẽ bỏ mất tất cả, mất tất cả, không còn cái gì nữa chứ. Còn nắm chắc câu ai với Đạo Phật thì vì sẽ có tất cả. Cái thế gian này không có cái gì mà bị nắm giữ được đâu. Sanh không mang đến, chết không mang đi, duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Nguyên lý này vì phải hiểu. Cả người thân, vợ chồng cũng vậy.
Duyên đến thì gặp, mà duyên hết thì tự xa. Chúng ta phải duy trì được mình, phải cố gắng tu tập. Đó mới là người thật sự hướng đến giáo pháp giải thoát của Phật. Nguyện Tam Bảo giang hộ chư vị, tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, gây dựng cái tâm kiên cố niệm Phật, nương tựa A Di Đà Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.